Xe máy Đức Kiên kính chào toàn thể quý vị khách hàng nhé. Đã lâu lắm rồi. Hôm nay mới lại lên sóng để like cho mọi người tham khảo. Chào Nguyễn Duy Voi nhá. Chào bạn Nguyễn Hiếu. Bạn Nguyễn Hiếu ơi, cửa hàng có rất nhiều AB nhá. Chào Nguyễn Hoàng. AB đây Nguyễn Hiếu ơi. Chào Tiến Dũng nha. Chào Cường Nguyễn nha. Xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy. Xe mới, xe cũ, xe côn, xe số, xe ga, xe thể thao. Chào Bảo Ngọc. Cam kết phục vụ xe chất lượng, giá tốt nhất. Cường Nguyễn ơi, xem cửa hàng có nhỉ. Nguyễn Hiếu LED 2019. Để mình xem mình còn con nào không. Còn xe bạn nhá, nhân viên sẽ gửi đường link để bạn tham khảo. Bạn Nguyễn Hiếu nhá. Bạn Cường Nguyễn ơi, gem cửa hàng có xe nhá. Có nhiều gem ấy. Nhưng buổi hôm nay thì mình like ở bên xe ga. Nên không thể quay cho bạn xem được. Không like trực tiếp cho bạn xem gem được bạn nhá. Nhân viên sẽ gửi đường link để Nguyễn Hiếu tham khảo gem cửa hàng đang có Nguyễn Hiếu nhá. Vũ Tiến Đạt ơi, SH 2020 dưới 100 cửa hàng có xe em ơi. Mọi người quan tâm đến xe thì có thể để lại số điện thoại dưới cái phần bình luận ở cái bài livestream này. Nhân viên sẽ gọi điện chăm sóc chu đáo nhá. Gửi hình biển số giá xe đến Zalo của các bạn để tư vấn cụ thể hơn nhá. Bình bé tí ơi, quay cửa hàng có xe. Quay cửa hàng có xe nhá, nhưng buổi hôm nay mình like ở bên xe ga. Buổi sau mình like ở bên xe số thì sẽ like trực tiếp được cho bạn. Chào Tuấn Cu Si nhá. Cam kết phục vụ xe chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt xe máy Đức Kiên có hỗ trợ khách thủ tục mua xe trả góp. Các bạn chỉ cần có chứng minh thư hoặc là căn cước công dân. Chưa từng nợ xấu nhỉ. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe cũ, xe mới các loại. Vũ Tiến Đạt ok em nhỉ. Nhân viên sẽ gửi đường link để em tham khảo cụ thể hoặc em giúp chị để lại cái số điện thoại. Nhân viên cửa hàng sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn kỹ hơn cho em nhỉ. Xe mới lên khủng khiếp mà xe cũ thì giá vẫn hợp lý mọi người ơi. Chào bạn Thanh An nha. SH đang có rất nhiều. Cửa hàng xe máy Đức Kiên 237, 238 và 289 Ngô Quyền.
mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy, xe côn, xe số, xe ga, xe dáng thể thao. Cam kết phục vụ xe chất lượng. Hỗ trợ khách thủ tục mua xe trả góp, quý khách chỉ cần có chứng minh thư hoặc là căn cước công dân thôi nhá, bây giờ không cần phải sổ khẩu. Tuy nhiên thì phải chưa từng nợ xấu, nếu nợ xấu thì cũng không được hỗ trợ. Quý khách quan tâm đến bất kỳ dòng xe gì nhé, hoặc cần tư vấn vấn đề gì về xe máy ấy, thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới phần livestream hoặc số điện thoại nhân viên sẽ gọi điện kết nối để tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Mỗi chiếc xe cửa hàng đang bán đều được đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, máy nguyên chất, không đâm đụng, tai nạn, không ngập nước. An ninh bảo hành trọn đời xe nha. Chào bạn Giang Nguyễn. Đến mua xe tại cửa hàng xe máy Đức Kiên, quý khách luôn luôn được nhận những phần quà giá trị. Được tư vấn kỹ càng về cách chăm sóc xe, sử dụng xe để làm sao mà mỗi chiếc xe các bạn đi được bền nhất có thể nhé, và được chăm sóc một cách kỹ nhất có thể nhé. Chào bạn Nguyễn Huynh. Chào Đăng Lộc nha. Chào bạn Thảo Linh nha. Báo chị Thiên, kết hợp alo Linh. Báo chị Thiên. Thiên. Báo với chị Thiên. Số điện thoại. Kết hợp alo Linh. Báo chị alo luôn. Chỉ có 55 triệu là sở hữu SH rồi nha. Thảo Ninh ơi, SH More 2022 hiện cửa hàng đang không còn con nào bạn nhá. Bạn Nam ơi, X2018 cửa hàng có xe bạn nhá. Chào bạn Tuấn Nguyễn. Chỉ với 5 năm triệu thôi nha là các bạn đã có SH để chạy rồi nha. SH đen giá 55 triệu. Vũ Tiến Đạt ơi, nhân viên sẽ alo để tư vấn cho bạn nha. Xe máy Đức Kiên nhờ quý khách hàng chia sẻ livestream giúp cửa hàng đến bạn bè người thân để ủng hộ cửa hàng nha. Đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên, quý khách luôn luôn nhận được những phần quà giá trị và được sở hữu những chiếc xe thật chất lượng, thật sự chất lượng và giá luôn luôn là tốt nhất. Đội ngũ nhân viên thì chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo.
54 triệu SH. F3 cực kỳ đẹp, giá siêu rẻ luôn, 29.800 chủ thành phố. Lướt qua để mọi người tham khảo nha. Cửa hàng bảo hành tuyệt đối. Máy nguyên chất, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. An ninh bảo hành chọn đời xe cho quý khách hàng nhé. Cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Hiện tại cửa hàng đang có khoảng hơn 100 con SH cũ bạn nhá. Hơn 100 SH cũ siêu lướt để phục vụ quý khách hàng. Xe mới thì lên quá cao rồi mà xe cũ thì giá vẫn không đổi nha. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và chia sẻ livestream giúp cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại buổi livestream sau. Cảm ơn mọi người nha.